quả đấy. To chưa? Ah!
Này con tránh rồi. Ăn cơm này. Ăn cơm mau lớn lên nhai. Ăn cho nó mau lớn lên nhai. Ăn cơm mau lớn lên. Ăn cơm mau lớn lên. Biết ăn đấy, một con biết ăn đấy. Một con. Để một em chơi thì em này lông lông ngược. Cánh nó thì nhỏ nhỏ. Lớn là con này lông ngược các mẹ ơi. Để tới nhẹ. Ăn đi. Để em này. Dạ em. Sao biết ăn rồi đấy? Đấy, nó bắt đầu ăn rồi đấy. Dạ, em này lông ngược quá. Lông ngược quá. Mấy ngày phải trông, phải chăn con gà. Ăn á. Lấy cái cỏ nó không ăn được đâu ơi.
bit chồng. Mẹ ơi sao hạt dưa hở một tí? Mẹ cứ cắm một hạt dưa này. Đi lên 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 đi. Mẹ ơi cẩn thận đừng có nhảy á, chỉ là vào cây dưa hấu vừa tất cả quả kia rồi mẹ ơi. Đưa hấu lên kia thân hơn một tọa. Lá mọc thế em? Lá như thế còn ăn. Hả? Thì chỉ ăn lá dây khoai đâu. Nó chỉ ăn lá dây khoai á. Mẹ ơi, nhảy nó còn ăn cả cái. Mà về nhà mẹ. Mẹ ơi, những quả này chưa mọc thì nhỏ với khí. Còn này đứng như quả này. Dưa hấu to đánh nhảy xong rồi chúng mình cắt ăn. Con muốn làm ghế rồi. Con làm cái mồm như thế, nó mà nhổ đi thì nó làm như thế đúng. Mm-hmm.
con bò ra để mẹ kê cho nó. Kê nó to lên cho nó phóng to lên. Cũng có quả to lắm đấy. Quả to đúng như quả này á. Vâng. Chú cắn của mẹ đây nè, cái con bay bay đây nè. À, phải phun thuốc rồi. Nói phun phun. Hả? À. Hả? Mang dây của mẹ đi đâu hết rồi?
4 thùng can nha. Ê, đây có một quả đấy, to chưa? Mẹ, em thích con vật nha. Ừ. Mày làm sao mà vật chưa? Mới đá xuống nước này để cho nó. Con nhiều để sau này có ăn. Em bán mấy phần nhỏ nhé. Ôi trời, con một kết quả. Ai mà con chuyện nhà thờ con nhà cầm tự nhiên.
nhiều lắm. Thật khổ là mình không á. Ba nữa nè. Mình mua cho.